2 giờ nắng, nắng rất là gấp. Bây giờ cho mình giao xe Time 7000 về Nghệ An nha mọi người. Thì xe này bữa về chưa có dọn. Mà anh khách vô nghe tiếng máy đốt quá rồi anh đợi dọn 3 ngày. Còn xe sơn mâm màu bạc rồi giấm 7,5 cho anh theo đúng yêu cầu. Thì sơn dặm đồ lại cho anh, bụng bóng rồi hết cái dàn lóc cho anh xong rồi anh về trước. Bây giờ xe mới chở ta mò 7000 có đường xới luôn, thay mâm vỏ mập xịt bóng hết cho anh. Lên xe về mâm vỏ mập đi trang 7,5 luôn mọi người. Cầu lớn, đường lớn. Nằm mọi người bảy mấy ngựa M7000 DT V4000 79 ngựa. Trên cái lốc nó có để PS áo quá chắc luôn, đèn còi đồ máy nổ nè, nhẹ lắc nhẹ cái nổ, dòng này nhà nổ nổ cái cái clip cho anh em xem nhiều. Mình quay giờ mấy cái xe bán rồi, mình quay lại cho anh em xem. Thì mấy xe này về mấy anh em phải dặn trước mới có hàng. Còn đa số những con xe bèo bèo thì trên thị trường nó đẩy. Xe muốn xe đẹp thì phải dặn trước có xe. Đang đợi cái xe cẩu nó chạy lại, nó cẩu lên bỏ xe không mọi người. Em nguyên con giờ lên xe luôn. À, nếu mọi người nào đi hướng miền Tây về á, mình kéo xe đó lên lên xe nữa là xong rồi. Giờ đang ráp cái con M115 cho mấy anh khách ở Kon Tum. Cái ngay chỗ đó là gì? Bệnh viện Kon Tum hả anh? Bệnh viện Kon Tum á, từ bệnh viện Kon Tum xuống còn một tay nữa, gần nhà máy đường á. Gần nhà máy đường hả? Khách anh xem trên YouTube anh vô anh mua. Giờ mua thì nói chung mua xong thì thương lượng đổi 4 cái vỏ mới theo đúng yêu cầu, đi vỏ mập bự hết số luôn á, 20-38 hồng bự M115 quá trời bự luôn. Về này rồi mua cái dàn cày 4 chảo nữa để vô 3 mấy triệu. Cày mà mua loại mấy cày bệnh viện đồ á, bệnh viện mà cày của Pháp hoặc là cày mấy cày của Thổ Nhĩ Kỳ đồ. M
R115. Con này hôm trước trong video mình có quay giới thiệu cho anh em sao là có con 5000 này thì xe tương đối dòng mới mình còn hả? Chưa quay cho anh em xem. R115. Hai bốn vỏ luôn nha anh em. Xe là full mới luôn. Full mới. Máy róc. Máy số nguyên zin. Đó, ra ngoài là dọn full mới. Tem rồi. Giờ mình đang giao cái xe về Nghệ An cho nó xong. M7000. Thích. Vừa xong cái con này rửa sơ lại cái nồi cho nó mới. Con này mình quay video nhiều cho anh em xem nè. Chưa anh em nào cưới hết.